Sáng 25 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành để tổng kết công tác xã hội hóa trong việc kiên cố hóa trường, lớp học, nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2023. 10 năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, công tác huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục, đặc biệt là kiên cố hóa trường Lớp học đã đạt được những kết quả nhất định, thu hút đáng kể nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Đến cuối năm 2023, cả nước có gần 628.571 phòng học ở các cấp, tăng thêm 73.290 phòng so với năm 2013. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 86,6%, tăng 20,7% so với 2013. Cả nước có khoảng 300 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia xã hội hóa đóng góp xây dựng khoảng 36.000 phòng học và 1.300 phòng công vụ cho giáo viên, chiếm tỷ lệ 15,20% trong tổng số phòng được kiên cố hóa. Tại Đắk Nông, giai đoạn 2013-2023 có 25 cơ sở giáo dục ngoài công lập được xây dựng với 161 phòng học. Toàn tỉnh có 32 phòng công vụ cho giáo viên được xây dựng với tỷ lệ kiên cố hóa tương tự. Tổng kinh phí xã hội hóa cho việc đầu tư xây dựng và kiên cố hóa trường lớp, nhà công vụ khoảng 2.965 tỷ đồng tại hội nghị đại diện các địa phương và các bộ ngành liên quan đã có tham luận chia sẻ về kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác xã hội về kiên cố trường lớp học nhà công vụ cho giáo viên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng chính phủ lê thành long đề nghị sự chung tay huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa toàn bộ trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trong thời gian tới